Theo đó, trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì chủ sở hữu người sử dụng có trách nhiệm đóng góp kinh phí quản lý vận hành theo nguyên tắc tính đủ chi phí để thực hiện các công việc quản lý vận hành nhà chung cư. Mức đóng góp kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư được tính theo tháng và phân bổ theo diện tích thông thủy của căn hộ hoặc phần nhà khác không phải là căn hộ nhà chung cư, kể cả diện tích nhà để xe thuộc sở hữu riêng của từng chủ sở hữu nhà chung cư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2014.